à, nó cố định đi không? Đâu hả? À, Hồ Tây nhá. Hay là Hồ Hoàn Kiếm? Hồ nào gần? Đâu đi nữa nào đây? Còn lại á? Gì cơ? Đâu? Nhiều lứa nào đấy? Đấy rồi. Không phải nhăn mồm nhăn miệng. Nó đẹp đấy. Không, nó đấy không hoàn cũng đẹp. Đông cát đẹp nhất. Xa lắm, nó không cầu cơ. Đâu? Có. Có đủ điện không? Đâu đi nữa nào? Không cầu mà. Điếu, bán cả điếu, đi ngày à? Nó tránh ngày ngày xưa nó bán hàng, nó nhiều hàng đấy.